Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Lava Store nha. Mình quay review con áo khoác bóng chày MLB NE. Cái bản này là cái bản mùa đông, cái bản cái tông màu của nó là cái tông màu trắng hơi hơi mỡ gà nha anh em. Hơi ngà ngà rất là đẹp nha, thời trang nha. Ok anh em. Nó có theo chữ BC và baseball bóng chày ở đây. Theo rất là dày. Bên ngoài hơi ồn cho nên mình vô trong ấy, nó có cái tấm màn màu đen, mình quay cho anh em coi nhé. Tem này đủ chất, nó dày lắm anh em, chất nó rất là dày. Tay da nè, rất là dày, cực kỳ đẹp luôn. Quay review chi tiết cho anh em coi nha. Ở trên tay áo nó có theo này, có theo này nè, 93 dấu mũi tên, tay da nha nè, da BU. Cái viền bằng da, cái tay thì nó cũng cái chất nó giống thân luôn ha. Đây. Điền dòng cho anh em coi. Quay review thực tế cho anh em xem áo ngoài như thế nào nha. Ok, để mình quay mặt lưng cho anh em coi. Đây là mặt lưng của áo. Cái chất giống như trước luôn, chất cực kỳ ấm áp. Đây là len dạ nha anh em, len dạ mặt bản mùa đông nha, cực kỳ đẹp. Ok anh em, áo chính hãng 100% nha anh em. Ai mua thì anh bóc cho bay là www.facebook.com/lavastore.clothing. Mình có để link ở dưới á. Và số phone là 0783490288 nha. Rồi, xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em vào clip lần sau nhé.